Xin chào các thầy cô và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô cái cách để chúng ta cài cái phần mềm GSP5 ấy, thì nó không khó đâu. Đấy, chúng ta sẽ vào cái đường link tôi để phía dưới nhé. Chúng ta vào cái phần toán trong cơ sở này, cái video này, sau đó phần ở dưới này. Chúng ta bấm vào. Bấm vào thì nó hiện ra một cái bảng này. Chúng ta sẽ bấm nút tải về đó. Đấy, thì cái phần GPS5 tải về. Thì khi tải về xong rồi thì chúng ta có thể là sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng. Thì nó sẽ ra cái phần này này. Phần GPS5 này mà chúng ta sẽ gỡ nó ra. Và lưu ý ở đây là tôi để cái phần mềm dịp root cho nên nó báo vậy thôi, chứ còn không có vấn đề gì đâu. Ví dụ nếu mà tôi tắt nó đi nhé. Đấy, tôi tắt nó đi này. Đây là bộ cài thì phần mềm root nó tưởng nhầm như vậy, chứ còn thực ra không gì khó. Tôi bấm lại cho các thầy cô xem. Chúng ta bấm vào. Sau đó ta bấm tải về. Đấy, nó báo về được rồi. Thường không được hỗ trợ, tải xuống. Chúng ta vẫn giữ. Bấm giữ nhá, để tải về. Như vậy chúng ta đã tải về thành công. Đây, chúng ta chỉ về đó, bấm chuột bên tay phải chọn hiển thị thư mục. Chúng ta đã tải về thành công, sau đó chúng ta gỡ nó ra. Ta gỡ nó ra thì ở đây nhé, ở đây nó có cái phần hướng dẫn cài đặt Sketchpad rồi. Đây, tôi đã có tất cả cái phần chúng ta đọc và hướng dẫn này. Thế còn đây nó có hai cái file, chúng ta sẽ bấm thẳng vào GPS thôi. Sau đó là chúng ta vào phần giúp đỡ này. Sau đó chúng ta sẽ chọn thông tin về giấy phép, chúng ta sẽ nhập mã và key vào. Thông qua ta mở cái phần key lên nhé. Khi chúng ta có được xong phần mềm rồi ấy. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta dùng bình thường thôi ạ. Đấy, chúng ta bấm vào nhé. Bấm vào thì ở đây là tôi sẽ hướng dẫn qua các thầy cô về một số các cái phần là đơn giản. Chúng ta sẽ có cái phần là cài đặt cái phần GSP5 này xong tiếng Việt này. Bây giờ chúng ta vẽ điểm thì nhìn vào đây này, góc này chúng ta nhìn thấy ngay có cái chấm này, chúng ta chấm này được điểm. Chúng ta các thầy cô muốn đặt tên thì chúng ta sẽ bấm vào cái chữ A đây, chúng ta bấm một cái, bấm chỉ thẳng vào điểm đó, chúng ta sẽ được cái điểm tên. Nhưng mà các thầy cô lại muốn là cái điểm khác cơ, thì chúng ta sẽ nháy với đó chỉ bấm hai cái liền, chúng ta sẽ nhập vào Shift A chẳng hạn là có điểm A. Đấy, như vậy không khó đúng không ạ? Thì các thầy cô có thể xóa nó đi. Đấy, bôi đen sau đó bấm Delete xóa đấy ạ. Tiếp theo vẽ một đoạn. Thì ở đây là chúng ta nhìn thấy ở đây là có đoạn này, tia này, đấy, đường này, nối hai đầu, chúng ta khám phá đây, chúng ta thấy ngay đoạn nhé. Thì các thầy cô sẽ giữ cho tôi cái phím Shift. Phím Shift nó giữ này, giữ phím Shift là mình bấm chuột, giữ mình kéo nó đi thì nó sẽ thẳng đét luôn ạ. Còn nếu mà mình không giữ phím Shift ý, thì mình làm như thế nó sẽ đạt cái độ song song với cả phần mặt phẳng của chúng ta, nhìn nó không được cao. Chúng ta bấm giữ phím Shift là nó lại chỉnh lại ngay vào thẳng. Đấy, thì chúng ta vẽ được một đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng thì vẽ đường ạ. Thế còn đương nhiên là các thầy cô có thể đặt tên ở đây tương tự như vậy. Nếu mình muốn thay đổi đi, mình bấm hai cái liền, nó sẽ bấm đổi là A, đây là B, Shift B. Chúng ta sẽ vẽ được hình như có cái này thì mình có thể chỉnh lên trên, bấm giữ chuột nó chỉnh lên trên lên xuống dưới, chưa không gì khó. Thế còn vẽ đường thế ạ, cái đường ấy cho nó chọn hai này, bấm ngay đấy nó thẳng, mà mình giữ phím Shift thì nó tự thẳng cho mình luôn. Đó là vẽ đường. Thế các thầy cô bảo là nhưng mà cái đường này nó sao nó dài thế hả thầy, thì tôi muốn nó ngắn thôi, thì chúng ta chỉ cần bấm vào hai đầu này. Đấy, sau đó ta sẽ chọn lên cái phần dựng hình này, dựng đoạn thẳng thôi. Đấy, chúng ta sau đó còn thừa cái phần dài này, nó chỉ vào đó, bấm chuột phải chọn phần ẩn đường đi. Đấy, chúng ta sẽ có một cái đường thẳng mà chúng ta chỉ cần dài ngắn thế này thôi. Đấy, chúng ta thích kéo dài ra ngắn cái dài tùy chúng ta, bấm giữ phím Shift và chúng ta đặt tên cho đường. Các thầy cô bảo thầy ơi cái điểm này nó to quá thầy, thì tôi sẽ muốn ẩn cái điểm này đi, chỉ vào đó bấm chuột bên phải chọn ẩn điểm, chỉ vào đây chọn ẩn điểm, thì đến lúc các thầy cô đặt tên thì nó sẽ khó, chúng ta chỉ chọn cái phần chấm nhỏ thôi. Sau đó xong mình sẽ đặt ở đây, mình bấm cái chữ A và mình đặt ở đây này. Đấy, mình đặt là A thôi. Đây là đường thẳng A, rồi mình cho nó xuống dưới.
Thế là chúng ta sẽ vẽ được đường thẳng thôi, không có gì khó cả. Thế thì tiếp theo là vẽ trung điểm. Chúng ta có các đoạn thẳng này rồi nhé. Khi mình vẽ được đoạn thẳng này, mình bấm vào đây. Đấy là mình chọn này. Mình chọn sau đó chúng ta sẽ chọn phần dựng hình. Mình sẽ có ngay chữ trung điểm nhé. Mình bấm một cái. Đấy nó sẽ ra trung điểm. Và các thầy cô, cái điểm này nó nhỏ quá vì lúc trước nó theo cái lệnh lúc trước á. Nhỏ đấy về mình muốn cho nó to hơn một chút thì mình chỉ vào đó, bấm chuột phải. Chọn cái nhỏ vừa đây. Đấy. Và chúng ta có thể đặt cái tên điểm đó là điểm M đấy chẳng hạn. Thế là chúng ta có M là trung điểm của AB. Các thầy cô muốn hai cái đoạn này nó bằng nhau thì các thầy cô dùng các cái thủ thuật chúng ta tư duy thôi ạ. Chúng ta sẽ vẽ này. Cái này nó hơi dày đúng không? Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ làm cho nó đẹp. Chúng ta ẩn cái điểm đi. Chúng ta ẩn cái điểm đi. Sau đó mình cho nó mỏng thôi. Chúng ta sẽ chọn nét mảnh. Sau đó mình sẽ... Nó đang chọn cái phần này rồi nhá. Đây, chọn bấm vào đó. Sau đó chúng ta chọn Ctrl C. Mình sẽ bấm Ctrl V nữa thì nó được một đoạn nữa. Chúng ta đặt vào đây. Muốn bên này nữa thì chúng ta chỉ cần bấm này. Bấm chuột một cái này, bấm chuột cái nữa này là hai, chúng ta lại bấm Ctrl C. Sau đó mình lại bấm tổ phím Ctrl V. Mang sang đây. Đấy, chúng ta sẽ được hai đoạn bằng nhau. Đấy, với M là trung điểm. Tiếp theo là vẽ đường vuông góc. Thì các thầy cô nhận thấy là ở đây nhé, chúng ta có thể sử dụng cái lệnh là bấm vào đoạn thẳng này, cho nó bấm phím shift này, chúng ta từ điểm M chúng ta dựng thẳng lên đấy, thì máy nó sẽ tự động nó sẽ làm cho chúng ta là cái phần đấy làm vuông góc. Là chúng ta sẽ muốn có ký hiệu góc vuông ở đây, chúng ta sẽ bấm vào cái bút đi nhé. Thì cái bút này mình đặt vào góc này, mình bấm giữ chuột, mình kéo nó ra đấy, chúng ta sẽ được ngay góc vuông. Chúng ta muốn cái đường này to hơn đấy, thì chỉ vào đó bấm chuột phải, chọn nét vừa hay nét to tùy các thầy cô chọn. À, chúng ta sẽ được đường vuông góc. Hoặc một cách khác, chúng ta có thể bấm vào đường thẳng này, chọn điểm M này, sau đó mình dựng đường thẳng vuông góc đấy nha, đường thẳng vuông góc tại điểm M đúng không? Thì mình chấm vào điểm M, mình dựng đường thẳng vuông góc là chúng ta sẽ được vướng điểm M. Mình bấm chuột, mình kéo nó ra đấy. Và bấm vào đây, bấm vào cái bút cho nó, mình bấm vào góc và mình kéo nó ra, chúng ta sẽ được ngay hình ảnh là vuông góc. Các thầy cô bảo là nó dài đúng không? Thì các thầy cô chỉ cần bấm chọn hai điểm ở đây thôi. Sau đó các thầy cô sẽ bấm vào cái phần chuột này nhá, các thầy cô bấm vào hai cái điểm này. Sau đó dựng hình, chọn đoạn thẳng. Thì nó chỉ lấy cái đoạn mà chúng ta định vị hai đầu thôi, xong chúng ta sẽ bấm ẩn đường thẳng vuông góc đi. Đấy. Điểm này nó đang vướng, chúng ta bấm vào đó, cho ấn điểm ẩn điểm đi. Thế là chúng ta sẽ được đường vuông góc thôi. Không gì khó cả. Tương tự đường trung trực cũng vậy. Các đường trung trực thì đi qua trung điểm và vuông góc. Thế các thầy cô sẽ đặt ra một câu hỏi là tia phân giác của góc. Thì thực ra nó cũng chúng ta dùng bản chất toán chúng ta suy ra thôi. Ví dụ ở đây tôi sẽ có một góc như thế này. Thế làm nào để tôi kẻ được tia phân giác của một góc? Thì các thầy cô nhận thấy là chúng ta dạy học sinh rồi thì mình sẽ nhận thấy ngay là để kẻ tia phân giác có thể dùng compa thước thẳng, mà chúng ta dùng cái tính chất thì là đây nhá, tôi sẽ dùng cái đường tròn. Rồi, tôi sẽ xác định được hai cái điểm bằng nhau. Đấy, hai cái đoạn này nó bằng nhau chưa? Đúng không? Và bây giờ tiếp theo là tôi sẽ nối chúng lại với nhau. Chúng ta dùng tính chất của tam giác cân thôi. Tam giác này cân rồi nhé. Chúng ta chỉ cần lấy trung điểm là đường nó đi qua cái này sẽ ra ngay. Muốn có trung điểm của đoạn này thì rất đơn giản. Dựng hình, bấm trung điểm. Xong. Từ đó chúng ta sẽ có cái đường này. Chúng ta bấm có thể chọn tia đi. Đấy. Thế là chúng ta được tia phân giác rồi. Và các thầy cô muốn cái góc nó giống nhau thì các thầy cô cũng sẽ chọn vào đấy. Đấy ạ. Hai cái dấu góc nó bằng nhau. Như vậy chúng ta được tia phân giác thì các thầy cô bảo nó đang bị vướng. Vướng thì mình sẽ ẩn nó đi. Thế nào thừa mình ẩn đi, đây là cái đường tròn đang bị vướng nhé, ẩn đi. Tia này nó dài quá, các thầy cô không muốn dùng nó. Thì các thầy cô sẽ chọn tới một phần nào đấy thôi. Thì tới đây cả. Sau đó các thầy cô chọn hai đầu. Sau đó mình cũng bấm vào phần dựng đoạn thẳng. Thì cái phần tia nó tự dấu ba chấm, chúng ta sẽ bấm vào cái phần tia này, chúng ta sẽ bấm ẩn tia. Thế là chúng ta sẽ được một tia phân giác, còn thừa cả cái đoạn này nữa đúng không? Chúng ta
sẽ bấm tiếp vào đây, bấm vào đoạn thẳng đó, chúng ta bấm ấn ẩn đoạn thẳng đi. Thế là chúng ta sẽ được tiêu phân giác của một góc, chúng ta đặt tên bình thường thôi. Chỗ này chúng ta sẽ đặt là y 6 quá, chúng ta sẽ đặt là x. Ok, và kéo xuống dưới, chỗ này sẽ đặt là một điểm y. Chúng ta chỉ vào nó, nháy hai cái liền chuột đấy, chúng ta bấm y. Chúng ta đặt vào đây là điểm o chẳng hạn đấy, thì các thầy cô bấm vào đó, bấm shift o thì ra chữ o in hoa như chúng ta dịch văn bản thôi. Còn kia này là z, chúng ta bấm vào đây. Còn t thì chúng ta bấm t thường đi chẳng hạn đấy, chúng ta ok, chúng ta bấm chuột kéo nó xuống dưới. Cái điểm này nó thô quá, chúng ta có thể cho nó nhỏ xíu thôi đấy, chấm nhỏ thôi. T ở đây chúng ta đẹp chưa à, đấy do ông ta làm đấy. Thế chúng ta sẽ được tia phân giác của góc. Tiếp theo là chúng ta cần vẽ một cái tam giác cân chẳng hạn. Tam giác cân chúng ta làm như thế nào? Thì ở đây tôi sẽ lấy một đoạn thẳng đã, giữ phím shift. Đấy, vừa lúc trước chúng ta chọn tính năng hai cái đầu này nó nhỏ này. Bây giờ mình phải muốn cho to hơn là mình cho nhỏ hoặc vừa tùy. Mình cứ làm thì mình sẽ có kinh nghiệm, mình nhìn hình nào mình thích thì được. Tam giác cân, tam giác cân thì chúng ta sẽ sử dụng là đường trung trực thôi. Điểm nằm trên đường trung trực có khoảng cách từ hai đầu đoạn thẳng bằng nhau, chúng ta bấm vào đoạn thẳng này. Sau đó mình bấm vào dựng hình, mình chọn trung điểm. Thế là mình có trung điểm chưa? Sau đó chúng ta sẽ chọn đường vuông góc, bấm vào đó, chọn cái điểm này, dựng đường vuông góc. Ok, như vậy chúng ta được đường trung trực rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc là chấm vào đó nối xuống đây, ta sẽ được ngay một tam giác cân. Bây giờ chúng ta muốn ẩn cái đường ấy đi thì thừa chúng ta sẽ ẩn đi. À, chúng ta được ngay tam giác cân và chúng ta đặt tên đó mà. Do các thầy cô chúng ta đổi tên điểm như nào tùy. Tiếp theo là tam giác đều chẳng hạn thế. Thì tương tự như vậy, thì tam giác đều chúng ta nên sẽ sử dụng đường tròn, giữ phím shift và thẳng ra. Sau đó chúng ta sẽ dựng đường tròn tâm bên này, quay. Tiếp theo lại dựng một đường tròn có tâm bên này, quay ra được đây. Chúng ta lấy cái đĩa giao điểm của nó mà. Đấy, thế là hai cái đĩa bằng nhau rồi. Và chúng ta sẽ kẻ đoạn thẳng. Đấy, đây là đoạn này, tia này, đường này, đoạn này mình nối vào. Xong. Và chúng ta sẽ thừa cái đường tròn, chúng ta ẩn nó đi. Chúng ta muốn đặt tên thì mình đặt vào đây các cái điểm chúng ta có tên. Đấy, ví dụ vậy thì đương nhiên là đây, ví dụ các thầy cô thì vẽ cái tiêu phân giác góc này thì tương tự như vậy thôi, chúng ta sẽ tư duy đây này, vẽ đường tròn vào đây. Đấy, là cắt tại hai điểm, mình đánh dấu các điểm vào. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng nối hai điểm đó. Chúng ta sẽ dựng trung điểm. Đấy, chúng ta sẽ dùng tia. Đấy, thế là mình có tia phân giác của góc này. Bây giờ mình cắt cái đường này thừa này, mình ẩn nó đi. Đường này thừa ẩn đi. Mình lấy tới đây thôi, mình chấm một điểm tới đây. Sau đó chúng ta sẽ chỉ cần bấm chọn hai điểm này. Mình cần dựng đoạn thẳng thôi. Sau đó chúng ta ẩn cái đường này đi, ẩn cái tia đi. Đấy, thế là chúng ta sẽ được tia phân giác của góc thôi. Và chúng ta bấm cái bút này nó sẽ có được dấu góc bằng nhau. Đấy, các thầy cô cứ trải nghiệm rồi chúng ta làm. Tiếp theo là vẽ tam giác đều rồi vẽ đường tròn. Cái đường tròn này chúng ta bấm này. Sau đó chúng ta kéo nó ra thì nó to nhỏ hay không là tùy chúng ta. Đây là vẽ một đường tròn. Đường tròn có đường kính AB chẳng hạn. À, chúng ta sẽ chọn tia. Chúng ta nhận thấy cái đường này không chuẩn lắm, chúng ta có thể chỉnh nó đi một chút. Đấy, thẳng dạ. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta xác định giao điểm, mình chỉ lấy hai cái đầu này thôi. Sau đó có thể cô dựng đoạn thẳng thì nó thừa cái phần tia đi, mình sẽ cho ẩn tia. Thế là chúng ta sẽ dựng đường tròn tâm O.
đường kính AB. Rồi, các thầy cô muốn kẻ tiếp tuyến chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào cái đường kính này, bấm vào điểm A là dựng đường thẳng vuông góc, và chúng ta sẽ được tiếp tuyến tại A. Đấy. Cái đường này nó hơi to, ta có thể cho mảnh hơn thì mình cho rất mảnh đi. Đấy, nó sẽ nhỏ xinh hơn. Đấy, cái điểm này nó chạy trên đây thôi. Thì các thầy cô bảo ví dụ có một cái bài toán là từ một cái điểm M ở đây. Đấy. Chúng ta sẽ dựng đường, dựng tiếp tuyến. Nếu các thầy cô mà làm thủ công như thế này nhé, thì cái tiếp tuyến của mình nó không được đẹp lắm. À, chúng ta sẽ lấy chuẩn vuông góc là như thế này. Tôi thì hay làm như thế này. Tôi xin chia sẻ với thầy cô là chúng ta sẽ bấm có một cái tiếp tuyến ở đây, có một cái bán kính đây, cho nét vừa dễ nhìn. Sau đó là từ đây tôi sẽ kẻ một đường vuông góc chẳng hạn. Chúng ta nhận thấy nó chéo quá xa đúng không? Mình chỉnh nó lại. Đấy, trùng nhau chưa ạ? Đấy, hoặc các thầy cô lúc đấy cái điểm này, cái điểm ở đây tùy ý thì mình có thể chọn giao điểm ở đây. Đấy, chúng ta sẽ được ngay là chỗ này vuông góc chưa. Đấy, chúng ta kéo vào phát là máy nó sẽ báo ngay là vuông góc. Đấy, đậm cho nó mảnh hơn, vân vân. Rồi chúng ta muốn có những cái đoạn mà thừa mình bỏ đi, mình lại bấm vào hai đầu, mình sẽ chọn là dựng đoạn thẳng. Còn thừa cái này chúng ta bấm ẩn đi. Đường này nhỏ là mình lại cho giật dày hơn, vân vân. Chúng ta còn lấy đường ở trên này thì mình lấy từ đây tới đây thôi. Đấy, dựng đoạn thẳng rồi mình ẩn nó đi. Đấy, chỗ này là một cái điểm mà M đi chẳng hạn. Đấy, trong mình học có tiếp tuyến M. Chỗ này là điểm C đi chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hình rất là đẹp. Tên này trên này chúng ta bấm vào đặt tên thôi, không gì khó khăn cả. Đấy, vẽ tiếp tuyến, vẽ tia và một số các ứng dụng khác thì các thầy cô có thể là mình vừa vẽ hình mà mình vừa trải nghiệm, mình sẽ làm được ngay thôi. Thế còn đương nhiên là tôi sẽ chia sẻ với thầy cô một cái thủ thuật như thế này, là khi các thầy cô mà kẻ cái nửa đường tròn ấy, các thầy cô sẽ làm bằng cái thao tác sẽ rất là lâu. Mình sẽ bôi đen nó đi. Sau đó mình sẽ chọn, mình sẽ thông minh như thế này, mình để cái điểm này lên trên chút nhé. Đấy, sau đó mình sẽ bôi đen cái phần hình đây, mình sẽ chọn copy, Ctrl C cũng được. Sau đó thầy cô mở Word lên. Đấy, copy tất cả mọi cái đều thế cả, bấm vào đây. Chúng ta thấy nó to đúng không, mình có thể cho nhỏ lại. Các thầy cô muốn bán cho nó bám vào văn bản thì chúng ta bấm vào đây cái hình mấy cái chấm ấy này. Đấy. Mình bây giờ mình dắt đi đâu cho nó đi. Thế bây giờ nó đang thừa phía dưới đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng cái mẹo nhỏ này đơn giản thôi, chúng ta bấm vào cái phần kéo để cắt này này. Chúng ta cắt đi. Thế là mình được ngành hình nửa đường tròn rất đẹp. Đúng không ạ? Chứ mình cũng không phải căng thẳng nhiều với cái việc này. Đi kẻ nửa đường tròn bằng các cái thủ thuật thì nó sẽ lâu. Còn mình nhiều khi mình làm, mình sáng tạo đi một chút thì các cái hình có thể chấp nhận được. Đấy, bây giờ thì long lanh chưa? Là do mình thôi, mình có thể là soạn bài vào đây vân vân. Các thầy cô cứ nháy vào đây. Đấy, nó có hình ngay cái phần này, này. Cho phép nó bám này. Đấy, rồi nằm phía dưới, nằm phía trên này, vân vân. Đây là hôm nay này, tôi xin trả lời cho một cái anh hỏi tôi về cái phần cài đặt và vẽ hình. Tôi viết một cái video này gửi cho anh ý. Nếu các bạn muốn học cái phần mềm vẽ hình một cách nâng cao hơn, hoặc có những cái yêu cầu gì mà mình chưa làm được, thì các thầy cô có thể là viết bình luận ở phía dưới. Tôi sẽ làm một cái video tiếp theo để gửi các thầy cô các cái phần mà mình chưa làm được. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong các video tiếp theo.